Tập 3. Bệ hạ, tôi nói cho mọi người một sự thật. Bởi vì không đủ sức lao động cho việc cày cấy, lương thực mất mùa, số gạo trên bình quân đầu người hiện nay đã không đủ 4 lạng rồi. Thực lực quốc gia hiện nay đã không thể đảm đương được việc cung cấp cho đợt tiến công của hoàng quân nữa rồi. Lương thực của nước Mãn Châu đâu? Chúng ta chinh phục nước Mãn Châu không phải vì ngày hôm nay sao? Từ khi xảy ra biến cố ở Trung Quốc, hoàng quân chiến công hiển hách, nhưng chỉ chiếm được thành phố lớn mà không mở rộng xây dựng, sự thống trị có hiệu quả ở nông thôn được, mà còn không ngừng chịu sự quấy rối và phá hoại của liên quân kháng Nhật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy nên tài nguyên lương thực có hạn thu được ở nước Mãn Châu đều dùng để hỗ trợ cho việc chinh chiến của hoàng quân rồi. Chỉ cần đánh chiếm được Trường Sa, tiếp tục tấn công vào đầu não chính quyền của Trùng Khánh, thì biến cố Trung Quốc sẽ được giải quyết nhanh thôi. Như vậy, toàn bộ tài nguyên gạo của Trung Quốc đều sẽ thuộc về chúng ta. Phương châm của chúng ta là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Bệ hạ, nếu thật sự thực hiện phương châm lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, thì chúng ta nên bồi dưỡng một chính quyền trung ương ở Trung Quốc, thực thi sự thống trị có hiệu quả với khu vực sản xuất lương thực ở nông thôn. Bệ hạ, bồi dưỡng chính phủ Trùng Khánh, chính quyền trung ương cũng được coi là mục tiêu để lựa chọn. Chinh phục Trung Quốc là sứ mệnh trời ban của đế quốc Đại Nhật Bản ta. Xét theo tình hình hiện nay, xây dựng một phương châm, điều chỉnh quan hệ mới Nhật Hoa, lấy kêu gọi đầu hàng chính trị làm chủ, tấn công quân sự làm phụ, hy vọng mau chóng giải quyết được biến cố Trung Quốc. Anh Triệu Minh, hôm nay chỉ có hai chúng ta. Lời anh nói tôi nghe, anh tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Với công, anh nên biết rằng tôi không phải là một người ham sống sợ chết. Năm đó tôi cũng đã tới Bắc Kinh ám sát nhiếp chính vương của triều đình nhà Thanh. Nhưng hôm nay anh và tôi đều mang trọng trách trên người, chứ không còn là một người bình thường nữa. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới tới đây nói danh vài lời. Xin mời nói, giới công. Trong bài phát biểu với Trung Hoa lần thứ hai của Thủ tướng Konoe Nhật Bản, tất cả đề nghị và điều kiện đều không phải điều kiện mất nước. Chúng ta nên mưu cầu hòa bình với người Nhật kịp thời. Tôi đồng ý gánh vác trách nhiệm này. Anh Triệu Minh, hôm nay anh và tôi không phải là cuộc nói chuyện theo cảm tính. Chúng ta đang bàn chuyện quốc gia đó. Lúc mới khai chiến, quân xâm lược Nhật đồn rằng sẽ làm chúng ta mất nước trong 3 tháng, nhưng giờ đã giằng co nhau trong 3 năm rồi. Mặc dù quân xâm lược Nhật đã chiếm được nhiều vùng đất của ta, nhưng bọn chúng cũng sức cùng lực tận rồi. Chỉ cần chính phủ ta không giảng hòa với quân xâm lược Nhật, thì chúng không thể nào chiếm được nước của ta. Giới công, nhìn kháng chiến trong hơn một năm nay đi, cái chúng ta gọi là chống lại thì chẳng đạt được gì cả. Thứ mà chúng ta đạt được thì chỉ là sự hy sinh. Vì để bảo tồn nguyên khí của quốc gia, tôi nguyện bị người đời chỉ trích làm tần cối của ngài hôm nay. Tôi tuyệt đối không cho phép trong chính phủ có một tần cối bán nước cầu dinh mà bị thiên hạ mắng chửi đến ngàn đời sau. Không được, tuyệt đối không được. Giới công, ý của tôi là, tôi đã nói rồi, thay vì sống mà phải quỳ gối thì thà chết trong kháng chiến còn hơn. Đây là lời tận đáy lòng của tôi. Một khi quỳ gối cầu hòa, thì Trung Quốc sẽ biến thành nước Mãn Châu thứ hai. Anh muốn trở thành bác nghi thứ hai, mang hết những thứ gọi là thần vật của Amaterasu về Trung Quốc để liệt tổ liệt tông quỳ lễ sau. Giới công, anh nghe tôi nói, anh nghe tôi thì có. Anh là người làm cách mạng lâu năm, anh càng phải biết rằng lần kháng chiến này là gì, tồn vong của quốc gia, dân tộc.
bất kỳ cũng nên hy sinh tính mạng của bản thân để tranh thủ cho tính mạng của quốc gia và dân tộc. Giới công, xin anh hãy nghe tôi nói một câu thôi không được sao? Tôi sở dĩ giải hòa với Nhật Bản chính là để bảo tồn dân tộc và quốc gia chúng ta. Bây giờ, ai cũng mắng chửi Tần Cối, nhưng thực ra Tần Cối lúc đó vì Nam Tống đại thắng, vì 20 năm hòa bình. Tôi nói lại một lần nữa, trong chính phủ quốc dân ta không cho phép xuất hiện một Tần Cối. Nếu như có người dám bắt chước Tần Cối, phản bội đất nước, vậy thì người đó chính là kẻ địch của toàn đảng, toàn dân, ai cũng có thể chém giết. Anh sao thế? Tôi nói lại một lần nữa, trong chính phủ quốc dân ta không được phép xuất hiện một Tần Cối. Nếu như có người dám bắt chước Tần Cối, phản bội đất nước, vậy thì người đó chính là kẻ địch của toàn đảng, toàn dân, ai cũng có thể chém giết. Triệu Minh, anh sao thế? Cái tên tượng giới thạch này giống như một quả bóng da đã đầy hơi vậy, nảy cao thật cao. Anh trước giờ chưa từng thấy anh ta tức giận tới như thế. Anh chắc rằng nếu như anh nói thêm một câu nữa thì cái ba ton của anh ta sẽ đập vào đầu của anh mất. Vậy nên mới nói chúng ta vậy mà còn sống dưới cùng một mái nhà với anh ta. Lão tưởng đó thủ đoạn độc ác, chuyện gì cũng dám làm. Chúng ta mau đi thôi, chờ tới khi anh ta ra tay thì không kịp nữa rồi. Anh đường đường là một phó chủ tịch của đảng quốc dân, thế mà giờ lại thành bộ dạng như chó nhà có tang vậy. Anh cũng không cần đi quan thế, lão tưởng đó nhất định không chịu giải hòa với bọn Nhật. Vừa hay nhận lại cơ hội này cho anh, người Nhật không dù được lão tưởng thì sẽ cố gắng nâng đỡ anh. Sau này ai thắng ai bại còn chưa biết đâu. Nhưng sau này anh phải gánh lấy tội danh bán nước rồi. Hôm nay anh chọn con đường này thì cả ngàn đời sau vẫn còn lưu lại tiếng xấu. Đã là lúc nào rồi mà anh còn thiếu quyết đoán như thế chứ? Vậy Vương Ấp Đường ở Bắc Bình, Lương Hồng Chí ở Nam Kinh, sớm hơn thì có Ân Nhữ Canh. Về mặt bản chất có gì khác biệt đâu chứ? Chuyện sau này cứ để hậu nhân bàn tán đi. Được, nên gọi điện cho chua Phật Hải thôi. Lão Tưởng đã lật mặt với anh rồi, em là sớm đã cài thiết bị nghe lén vào điện thoại của anh rồi. Em đã sắp xếp xong rồi, chờ chúng ta lên máy bay rồi thì sẽ có người thông báo cho người của anh. Chắc là Lão Tưởng sẽ không cài người vào sân bay đâu, đúng không? Em nghĩ là không đâu. Lão Tưởng đó có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Uông Triệu Minh Anh sẽ đi vào lúc nửa đêm. Uông công, xe đã chờ dưới lầu rồi ạ. Ngày 18 tháng 12 năm 1938, đêm trước ngày quốc phòng Trường Sa khai chiến, vợ chồng Uông Tinh Vệ âm thầm rời khỏi Trùng Khánh, từ Côn Minh tới Hà Nội, bắt đầu kiếp sống bán nước của bọn họ. Thủ trưởng, Uông Tinh Vệ đã chạy trốn tới Hà Nội qua đường Côn Minh rồi, đều do thuộc hạ thất trách. Uông Triệu Minh đó vẫn muốn làm Tần Cối rồi. Chính phủ quốc dân Trung Hoa ta xuất hiện phản đồ như thế, quả là nhục nhã. Toàn bộ quốc dân đảng ta buộc phải vạch rõ giới hạn với hắn. Lâm Quý, có thưa quỹ viên trưởng, mau chóng triệu tập cơ quan tuyên truyền trong và ngoài nước. Tôi muốn tổ chức cuộc họp báo. Rõ.
cái tên nhập đồ họ Uôn này, tự tuyệt dân tộc, tự tuyệt đảng. Hãy dùng biện pháp kiên quyết với hắn đi. Rõ. Chính phủ Trùng Khánh giống như con kiến ở trên đống lửa vậy. Đáng tiếc là Uông Tinh Vệ trong quân đội Trung Quốc không có sức ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần hắn khởi xướng thì sẽ càng có nhiều người đứng về phía chúng ta thôi. Tưởng như thật gì tiền đồ chính trị của mình mà sẽ thay đổi lập trường của hắn. Rõ. Tôi hiểu rồi ạ. Tướng quân cho rằng Tưởng Giới Thạch sẽ trở thành Uông Tinh Vệ thứ hai sao? Hắn không chịu quỳ gối thì ta cứ đánh hắn một phát thật đau dào, đặc biệt tiêu diệt toàn bộ hoàng phố của hắn, thì không sợ hắn từ chối ký hiệp ước liên minh nữa rồi. Kẻ địch hiện nay của Trường Sa chính là mục tiêu của quân đoàn 11 ta. Chính sách cây gậy già cũ cà rốt, đây là cách kẻ mạnh đối xử với kẻ yếu. Đúng thế. Thưa Tư lệnh, nhân vật số 2 của chính phủ quốc dân Trung Quốc đã đào tẩu rồi. Cơ quan tình báo chúng ta cảm thấy có thể đăng dài bài báo. Anh có ý kiến cụ thể nào không? Theo tư duy của người Trung Quốc thì ta nên lan truyền tin đồn, làm lung lay ý chí chống đối của bọn chúng. Anh lo lắng quá mức rồi đấy. Đây là Hà Nội, Việt Nam. Lão Tưởng dù tai có dài hơn nữa thì cũng không nhớ tới đây được đâu. Thà tin là có, chứ không thể không tin. Anh cứ cảm thấy ở đây không an toàn. Đi, chúng ta đổi sang một khách sạn khác ngay. Được. Quỷ viên trưởng biết chuyện này rồi, cảm thấy vô cùng tức giận. Anh vào trong thì phải nói chuyện cho cẩn thận. Mời. Hiệu trưởng, thất bại của hành động ở Hà Nội là do học sinh thất trách. Học sinh xin hiệu trưởng trừng phạt. Anh bảo tôi nên nói gì đây? Học sinh biết tội. Học sinh biết tội. Anh nên biết rằng phản đồ họ Uông này đã gây ra hậu quả xấu cho đại nghiệp kháng chiến. Nếu phản đồ họ Uông này thành lập chính phủ ngụy trung ương dưới sự nâng đỡ của người Nhật, có địa vị ngang hàng với chính phủ Dân Quốc Trung Hoa chúng ta, thì sẽ có kết quả như thế nào đây? Học sinh hiểu ạ. Anh hiểu. Anh biết mà vẫn phạm lỗi. Anh thiếu người, thiếu súng hay là thiếu tiền hả? Học sinh vô năng. Học sinh xin hiệu trưởng trách phạt. Trách phạt sao? Trách phạt anh thì có thể loại bỏ phản đồ họ Uông sao? Hiệu trưởng, nhất định tôi sẽ sắp xếp lần nữa tiêu diệt nhập đồ họ Uông. Chuyện này phải bàn bạc cho kỹ hơn. Kế hoạch tiêu diệt phản đồ họ Uông mãi mãi không thay đổi. Không tiêu diệt tên phản đồ này thì thiên hạ không được yên. Nhân vật số 2 của chính phủ Trung Quốc đã đầu hàng đế quốc Đại Nhật Bản ta rồi. Chúng ta phải mượn chuyện này để tạo ra một lời đồn có sức tưởng tượng lớn, khiến cho quân dân Trung Quốc tin rằng chính phủ Trùng Khánh đã chuẩn bị đầu hàng rồi. Các vị ký giả, đây là công trình mà hiện tại chúng tôi đang tu sửa.
chụp bên đó đi, làm cho tốt vào các anh em. Dân, chúng ta qua đó nghỉ ngơi chút đi. Chính phủ chuẩn bị đầu hàng rồi, mà chúng ta vẫn dầm mưa dãi nắng ở đây sửa công trình, không làm nữa. Không làm nữa. Không làm nữa. Không làm nữa. Chủ nhiệm, tôi vừa quay về từ tiền tuyến. Vì ung tinh vệ đào tẩu, cho nên ý chí chiến đấu của tướng sĩ quốc quân ở tiền tuyến bị giảm mạnh. Đúng thế. Bây giờ quần chúng cũng đang đồ mầm lên. Sự nhiệt huyết kháng nhật của quần chúng nhân dân vừa được động viên thì đã trở nên nguội lạnh vì chuyện này rồi. Phải tìm cách ngăn cản tình trạng này lan rộng ra. Nếu không thì tuyến phòng thủ của Trường Sa khó mà thắng được. Mặc dù nói là Trung ương Quốc dân đảng đã ra quyết định khai trừ Uông Tinh Vệ, nhưng hình như không dập tắt được hoài nghi của quần chúng nhân dân về quyết tâm kháng nhật của chính phủ quốc dân. Mặc dù trong quân đội có tướng Quân Tiết và các tướng lĩnh kiên định kháng nhật, nhưng thực ra mọi người đều biết quyền quyết định chiến hay không, đánh hay không không thuộc vào chiến khu mà là thuộc về Trung ương. Cô nói rất có lý. Xem ra tôi vẫn phải nói một câu với trưởng quan Tiết rồi. Chủ nhiệm, Tiết nhận rất kiên trì với lập trường phản cộng của anh ấy, chỉ sợ khó mà thay đổi được. Hai đảng trung cộng vừa kết nối thành một chiến tuyến để kháng Nhật mà. Trung ương đảng phải lấy đại cục làm trọng. Chúng ta có trách nhiệm góp ý thật lòng với anh ấy. Được rồi, bản thảo này tôi đã đọc qua rồi. Cô cứ đăng lên đi. Báo cáo. Vào đi. Trưởng quan Tiết, trung tướng của Bắc Lộ thông báo với sự chủ nhiệm Bành Trung Hoa muốn gặp mặt, anh ta lại tới sau. Không gặp. Rõ. Bành chủ nhiệm, mời anh về cho. Trưởng quan không muốn gặp anh. Trưởng quan Tiết, tôi biết. Anh có thành kiến với tôi. Bành Trung Hoa tôi cũng có thành kiến với anh. Thành kiến của anh về tôi không phải vì tôi là đảng Cộng sản sao? Được. Bây giờ anh đừng coi tôi là đảng Cộng sản nữa. Anh coi tôi là người dân bình thường của thành phố Trường Sa đi. Bây giờ tôi, lấy tư cách một người dân bình thường, xin chủ tịch chính quyền tỉnh Hồ Nam Anh giải đáp nghi ngờ về những lời đồn đại hiện nay cho tôi. Lẽ nào cũng bị anh từ chối mà đứng ở ngoài cửa sau? Quần áo cũng cởi hết rồi. Trời đông lạnh giá, đừng để bị lạnh. Cảm ơn. Anh nói anh là người Hồ Nam. Chỗ nào của Hồ Nam? Kim tỉnh phía bắc Trường Sa. Vậy có thể coi là người Trường Sa. Bây giờ tôi sẽ giải đáp thắc mắc của anh. Anh cứ hỏi đi. Trưởng quan Tiết, quần chúng nhân dân vẫn còn nghi ngờ về chính phủ quốc dân có kháng nhật hay không. Cái này anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ nói với quần chúng nhân dân quyết tâm kháng chiến mạnh mẽ của chúng tôi. Nhưng nhân dân cho rằng chính phủ quốc dân muốn đầu hàng người Nhật. Tôi nghĩ chắc tướng quân cũng nghe về việc này rồi. Từ trước tới nay tôi không tin vào lời đồn. Tôi cũng không tin vào lời đồn. Nhưng mà quý chính phủ có một ung tin vậy đấy. Tôi đã tuyên bố công khai vạch rõ giới hạn giới nghịch đồ họ Uông rồi, nhưng quần chúng nhân dân không thấy như thế. Bọn họ cho rằng quý đảng đang diễn kịch, che mắt nhân dân. Chắc không phải do đảng Cộng sản xúi dục đâu, đúng không? Trưởng quan nghĩ nhiều rồi. Đảng Cộng sản và quốc dân đảng hiện đang đứng chung trong một chiến hào kháng chiến mà. Nói tiếp đi. Trưởng quan Tiết, tôi cảm thấy anh nên ra khỏi căn phòng này, ra bên ngoài xem đi. Xem binh sĩ của anh hiện giờ còn ý chí chiến đấu hay không. Anh không cần lo việc này. Chỉ cần tôi còn đứng đây thì binh sĩ của tôi tuyệt đối không lùi nửa bước. Trưởng quan Tiết nói rất hay. Tôi hy vọng anh sẽ nói lời này cho nhân dân cả nước cùng nghe, cho binh sĩ của anh cùng nghe. Là một tướng quân có chiến công lớn lao, thái độ của anh là nguồn cổ vũ lớn đối với kháng chiến của nhân dân cả nước, không cần nịnh tôi.
còn chuyện gì nữa không? Tướng Quân Tiết, từ tận đáy lòng tôi cho rằng anh là một quân nhân chân chính. Tôi cũng vô cùng tôn trọng anh. Vậy nên tôi muốn dùng tư cách một người bạn để hy vọng anh. Nói đi. Tôi hy vọng anh có thể gửi một bản điện báo chung cho toàn bộ tướng quân ở khu vực chiến đấu của anh, công khai lên án hành vi phản quốc của Uông Tinh Vệ, nâng cao sĩ khí. Không được. Ủy viên trưởng đã nghiêm khắc răng đe rằng quân nhân không được nhúng tay vào chính trị. Đây là chính trị, tôi không thể nhúng tay vào. Đây không phải chính trị. Người dân Trường Sa muốn nhìn thấy thái độ của anh. Binh sĩ của anh cũng muốn nhìn thấy thái độ của anh. Không được. Tôi là quân nhân đảng quốc. Tôi không thể làm trái mệnh lệnh của ủy viên trưởng. Được thôi. Tướng quân, nói không chừng quỹ viên trưởng trưởng cũng hy vọng anh làm thế đấy. Tạm biệt. Phó Văn Hà, có. Anh hy vọng anh ta tìm một lý do nào đấy đến nói chuyện với tôi nữa sao? Không ạ. Vậy còn không mau đưa quần áo cho anh ta. Rõ. Anh xem. Anh đừng tranh mà. Tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng. Mọi người mau tới đây đọc báo này. Mau tới đọc báo này. Cho tôi một tờ. Cho tôi một tờ. Điện báo lên án phản đồ Uông Triệu Minh. Quân xâm lược Nhật, xâm phạm Trung Hoa ta, diệt dân tộc ta, toàn dân ta cùng chung mối thù. Tôi đợi nhiệt huyết chiến đấu của các quân nhân. Đợi mọi người cầm vũ khí lên, tiêu diệt quân xâm lược, kiềm chế hỗn loạn, kháng chiến tất thắng, phản đồ họ Uông ắt vong. Nghe bản điện báo chung này của các tướng quân khiến tâm trạng thoải mái thật đấy. Bây giờ trong lòng chúng ta chỉ có một chữ mà thôi, đánh. Đánh đuổi bọn Nhật ra khỏi Trung Quốc. Các anh em, mọi người có lòng tin không? Có. Đuổi khỏi Trung Quốc. Đuổi khỏi Trung Quốc. Trưởng Quan Tiết, bản điện báo chung của các tướng quân mà anh gửi quả là khiến người ta thấy phấn chấn. Từ Bắc Giang, Tây Nam, Hồ Bắc tới Tương Bắc, trên mặt trận 800 km, sau khi các chiến sĩ đọc xong thì ai ai cũng phấn chấn. Đội tử chiến giới quân Nhật xâm lược. Binh sĩ có lòng không sợ chết, không có ý định sống tạm bợ. Vậy nên những người dẫn binh như chúng ta không được có chút biểu hiện sợ hãi nào. Nói một câu thật lòng, lúc anh gọi điện cho các trưởng quan của Trần Thành, Long Vân để bàn việc bản điện báo chung, tôi còn lo lắng cho anh đấy. Sợ là ủy viên trưởng không vui. Sau này tôi mới biết các anh đã thống nhất với nhau rồi. Quả đúng là trong đảng Cộng sản có nhiều tên mưu mô thật đấy. Là tên nhóc bành Trung Hoa này. Mưu mô thì có. Nếu trưởng quan Tiết đã nói thế, thì tôi nói thêm vài câu. Lúc trước bành Trung Hoa từng đánh nhau với anh, tất nhiên đã bại trận trước anh rồi. Nhưng những câu nói đó, không đánh không quen. Người của đảng Cộng sản có thế mạnh của họ, ví dụ như phát động quần chúng, làm tuyên truyền, bọn họ rất giỏi về việc này. Bây giờ đại chiến sắp xảy ra. Ngay cả ủy viên trưởng cũng bảo chúng ta đọc luận trì cuộc chiến của Mao Trạch Đông. Tôi thấy anh nên giữ thể diện cho cái tên bành Trung Hoa đó chút đi. Anh cho rằng ủy viên trưởng bảo chúng ta đọc bài viết của Mao Trạch Đông là xóa bỏ ranh giới với Viên An sao? Anh đừng quên, chỉ định của đảng ta là phương châm dung cộng, phòng cộng, hạn cộng, phản cộng. Đại chiến sắp nổ ra, anh và tôi không thể quá thân thiết với đảng Cộng sản được. Để tránh việc lời ra tiếng vào. Nhà tôi ở sông Tùng Hoa, Đông Bắc. Nơi đó có rừng già than đá. Và cả lương cao đậu nành trên những rặng núi.
Hỡi đồng bào, hãy rời khỏi nơi đây, đi tới bờ bắc sông Tân Tường, cách đây vài trăm km, móng ngựa của lũ Nhật đang thiêu hủy từng ngôi làng của chúng ta. Kỵ binh của lũ Nhật đang dùng mã tấu của bọn chúng, lấy việc đồ sát dân ta làm niềm vui. Việc mà chúng ta có thể làm bây giờ chính là đánh đuổi lũ xâm lược ra khỏi đất nước của chúng ta. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể lấy lại được những ngày tháng yên bình trước đây, và cả những lớp học yên bình, và cuộc sống hạnh phúc. Hỡi những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, hãy cầm đao súng của mọi người lên, đến chiến trường, tống cổ lũ xâm lược ra khỏi đất nước của ta, đuổi bọn chúng ra khỏi quê hương của chúng ta, đánh bại quân xâm lược Nhật. Đòi lại non sông, đòi lại non sông. Đi đi. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Hoàng Lập Công, 20 tuổi. Đi đi. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trương Thiết Quân, 21 tuổi. Đi đi. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Vương Kiến Nghiệp, 23 tuổi. Đi đi. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Vương Tam Nha, 18 tuổi. Đi đi. Tên là gì? Nghĩ. Nghiêm. Nhìn sang phải. Nhìn trước. Bước đều bước. Quay sang trái. Bước đều bước. Cảm ơn nhé. Lão Tương Đàn quyên góp 50.000 đồng tiền mặt. Cảm ơn, cảm ơn. Đánh bại quân xâm lược Nhật. Cảm ơn nhé. Hương Mộc Hải quyên góp 50.000 đồng tiền mặt để trang sức ở bên này. Cảm ơn nhé. Lưu Dương Hà quyên góp 10.000 đồng tiền mặt. Cảm ơn nhé. Cô Lã, cô Chu, tôi cũng không có nhiều, chỉ có chừng này thôi. Các cô nhận đi. Cô có lòng thế, bọn tôi rất cảm động. Tôi còn bận chuyện khác, tôi đi trước nhé. Cảm ơn cô nhé. Trưởng quan Tiết, phía trước chỉ có thể đi bộ mà thôi. Được, đi thôi. Chỗ này đã trở thành một vùng đầm lầy rồi. Chỗ này sẽ là nơi làm giảm tốc độ tấn công của quân đội cơ giới Nhật. Xe tăng và đại bác của địch sẽ khó mà đi qua đây được. Đúng thế. Lực lượng và trí tuệ của quần chúng nhân dân là không đùa được đâu. Tất nhiên, bọn họ cũng cần có người điều hành thì mới được. Ai điều hành? Anh xem. Bành chủ nhiệm. Bành chủ nhiệm. Trưởng quan Tiết. Trưởng quan Tiết, hiện giờ từ sông Tân Tường đến sông Mịch La, bà con trong phạm vi 10 km điều hành động rồi. Anh xem, bọn họ bơm nước vào ruộng, biến đường thành ruộng. Chiến sự vừa nổ ra, tôi tin rằng sẽ làm giảm tốc độ tấn công của quân đội cơ giới Nhật ở mức độ lớn. Chúng tôi nhìn thấy rồi. Bành Trung Hoa, anh không phải là một người nói khoác. Anh không những đề xuất với tôi mà còn làm thật rồi. Không phải là tôi làm mà là bà con làm đó. Chỉ là đáng tiếc, ông dưới số 1 năm nay của bà con đều đổ sông đổ bể hết rồi. Chúng ta sẽ dùng tinh thắng trận để báo đáp bà con. Đúng thế, bà con đều mong rằng quốc quân sẽ thắng trận, đủ quân Nhật đó ra khỏi Trung Quốc sớm một chút.
Trưởng quan, tôi dẫn con trai tới tổng quân. Cậu tên gì? Mã Duy Nguyên, bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Chị à, con chị vẫn chưa tới tuổi đi tổng quân. Bọn tôi không thể nhận cậu ấy. Trưởng quan, anh sợ con trai tôi sẽ cản trở các anh sao? Trưởng quan, anh đừng thấy con trai tôi nhỏ tuổi, người trưởng thành còn không bằng nó đâu. Không tin thì canh thử một chút đi. Tôi là trưởng tiểu đội 1. Có. Giật tay với cậu ta đi. Có. Làm lại. Trên chiến trường không đỏ giật tay đâu. Cậu dám đấu với tôi không? Đấu kiểu gì? Đao súng không có mắt đâu. Cô không đấu với anh đâu. Tên nhóc này ngông cuồng thật đấy. Vậy tôi phải thử xem cậu có bản lĩnh thật không. Vậy được, tôi nhường anh 3 chiêu. Tên nhóc này, anh này đắc tội rồi. Con trai tôi luyện võ từ nhỏ. Xin lỗi nhé. Chị à, trưởng quan, xin lỗi nhé. Con trai chị có kỹ năng đặc biệt đấy. Chúng tôi có thể phá lệ. Nào, đăng ký đi. Tên nhóc này được đấy. Đắc tội anh rồi. Nào, đi đăng ký đi. Được. Nào nào, xếp hàng vào. Xếp hàng hẳn hoi vào. Trưởng quan, tôi cũng muốn tổng quân. Chị sao? Tôi là giáo viên trung học. Ngày thường hay cô rủ các em học sinh lấy thân báo quốc. Thì sao có thể không làm gương được chứ? Được, cậu đi đi. Dân. Đi. Chị nghe tôi giải thích chút đã. Đầu tiên chúng tôi không tuyển nữ binh. Thứ hai, chị đã quá tuổi rồi. Anh cũng nghe tôi nói một câu đi. Thứ nhất, tôi hứa với con trai tôi là tổng quân cùng nó rồi. Thứ hai, lòng tôi cũng tràn đầy căm hận quân Nhật xâm lược. Xin lỗi nhé, thật sự là không được. Chúng tôi có quy định rồi. Thật sự không được đâu chị ơi. Trưởng quan, xem xét yêu cầu của tôi đi mà. Chị đừng nói nữa. Không được thật mà. Trưởng quan, anh có chuyện gì thế? Báo cáo quân đoàn trưởng. Chị gái này khăng khăng muốn tổng quân. Lúc trước cô làm nghề gì? Giáo viên trung học. Được thôi, quân tôi đang thiếu người có văn hóa như cô. Làm thủ tục nhập ngũ cho cô ấy đi. Rõ. Cảm ơn trưởng quan. Cảm ơn trưởng quan. Chị à, đi đăng ký thôi. Ai đào cái hầm này thế? Thưa trung đoàn trưởng, là tôi đào ạ. Trời mà mưa thì nước nhiều lắm, làm sao ẩn nấp được chứ? Hôm đó trưởng quan Tiết nói như thế nào? Phải đào nhiều khối đất chút, làm tốt biện pháp ngăn nước. Chỗ này phải treo thêm một tấm màn nữa. Rõ thưa trung đoàn trưởng, chúng tôi sẽ cải tiến ngay. Báo cáo. Đại đội trưởng, tôi dẫn tân binh tới cho anh rồi đây. Tốt. Đại đội trưởng. Sao thế? Sao tất cả một thằng nhóc chưa cai sữa cũng tới tổng quân vậy? Coi chiến trường là hoa quả sơn sao? Báo cáo trung đoàn trưởng, người anh em này có kỹ năng đặc biệt nên được nhập ngũ ạ. Kỹ năng đặc biệt? Cậu kỹ năng đặc biệt gì hả? Báo cáo trưởng quan, tôi là Mã Duy Nguyên. Tôi biết võ thuật tổ truyền của nhà họ Mã. Võ thuật nhà họ Mã sao? Đúng ạ. Thử xem nào. Rõ.
Tốt. Tốt. Tên nhóc này được đấy. Giữ lại trụ sở chính, làm người truyền tin cho tôi đi. Không, thưa trung đoàn trưởng, tôi không muốn làm người truyền tin. Tôi làm lính để đánh Lũ Nhật. Cậu nhìn thấy Lũ Nhật chắc sẽ không tệ dặm đâu, đúng không? Không đâu, trưởng quan. Mẹ tôi nói rồi, từ khi còn bé, tôi đã không còn tệ dặm nữa rồi. Có tệ dặm hay không, lên chiến trường là biết ngay. Phát công cụ cho cậu ấy, làm việc đi, rõ. Đi, đi nhận công cụ với tôi. Anh nói gì cơ? Nói lại lần nữa xem nào. Hôm qua Đức đã xâm lược Ba Lan một cách nhanh chóng. Anh Pháp đều đã tuyên chiến với Đức. Châu Âu đã nổ ra chiến tranh rồi. Tốt. Rất tốt. Hai năm trước tôi đã từng đoán rằng cuộc kháng chiến của Trung Quốc bắt buộc phải kiên trì tới khi châu Âu nổ ra chiến tranh. Bây giờ dự đoán này cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Bắt đầu từ bây giờ, Trung Quốc không phải là chiến trường cô lập nữa rồi. Vấn đề của Trung Quốc cũng sẽ là vấn đề mà cả thế giới phải giải quyết. Báo cáo, có tin cấp báo từ trung tâm. Đọc. Lệnh, quân đoàn 11 của tư lệnh Neji Okamura phát động tấn công quân đang thủ tại Trường Sa, tấn công quân đội Trung Quốc một cách nặng nề, phá hủy ý chí chiến đấu của chính phủ Trùng Khánh. Lệnh sư đoàn 106 định ngày tấn công Nam Sương. Rõ. Các vị, quân địch sẽ đánh chiếm Nam Sương, hơn nữa sẽ mau chóng tấn công Trường Sa. Vũ khí của chúng tiên tiến, nhưng chiến thuật cứng nhắc. Tôi đoán rằng Neji Okamura nhất định sẽ sử dụng chiến thuật cũ của hắn, tấn công chính diện, bao vây hai bên, chiến lược tam lộ tiến công. Vậy nên tôi giữ lại bộ la trắc anh của Nam Sương. Sau khi sát thương kẻ địch tại Nam Sương thì nên lui về tiền tuyến số 1 ở Cao An, lợi dụng địa hình núi nhiều lớp phòng ngự chặn đánh địch tại Cống Bắc. Bộ đội thuộc sở Dương Sâm chặn đánh địch tiến công vào Ngạc Nam ở tuyến phòng ngự số 1. Tập đoàn quân 15 của Quang Lân Chinh và quân đoàn 8 của Lý Ngọc Đường sẽ chặn đánh chính diện với địch ở Tương Bắc. Tiết trưởng quan, tôi có một nghi vấn. Anh nói đi. Nam Sương là yếu địa, tại sao không chiến một trận sống còn với địch ở Nam Sương chứ? Nam Sương là yếu địa, chính vì nơi đó là yếu địa, vậy nên không được thủ. Nam Sương nằm ở giữa Vũ Hán và Nam Kinh, là một cái gai đang kẹt trong cổ họng của kẻ địch. Theo chiến trường Trung Quốc hiện nay, đường sắt Nam Bắc không thông, vận tải đường thủy ở Trường Giang đã trở thành phao cứu sinh của người Nhật. Vậy nên bọn chúng ắt sẽ toàn lực tấn công Nam Sương. Nhưng binh lực bây giờ của chúng ta vẫn không thể chống lại toàn quân Nhật. Xem ra không thể phòng thủ Nam Sương thật rồi. Nếu muốn phòng thủ Nam Sương thì phải có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là Vũ Hán và Nam Kinh có một nơi nằm trong tay chúng ta. Lần trước chúng ta giữ được Nam Sương và đạt được đại thắng Vạn Gia Lăng là vì Vũ Hán vẫn nằm trong tay chúng ta. Nhưng lần này khác rồi. Quân ta muốn giữ Nam Sương, quân địch tất sẽ tấn công, tạo nên một tổn thất to lớn cho quân ta. Vậy nên chiến trường chính mà tôi chọn là Tương Bắc. Mọi người còn lo ngại gì nữa không? Không có. Mời trưởng quan Tiết hạ lệnh. Tham mưu trưởng. Rõ. Lệnh. Bộ đội thuộc sở La Trác Anh, tập đoàn quân số 19. Có. Sư đoàn 51, sư đoàn 57, sư đoàn 58, sư đoàn 74, sư đoàn 76, sư đoàn 78, sư đoàn 118, quân đoàn 79, sư đoàn 49, sư đoàn 73 và quân đoàn 6 và sư đoàn dự bị 2 tiến thủ Cống Bắc, chặn đánh sư đoàn 106 của địch. Rõ. Lệnh cho bộ đội thuộc sở Dương Sâm, tập đoàn quân số 27, sư đoàn 123, sư đoàn 134,
quân đoàn 20, sư đoàn 19, sư đoàn 107, quân đoàn 70, kiến thủ Ngạc Nam, rõ. Lát nữa, 10 hộ làm một nhóm, mọi người mang hết đồ đạc của mình đi nhé. Đừng để lại cái gì cho lũ Nhật. Ra khỏi thành rồi thì đi vào trong núi. Được rồi, phối hợp với nhau nhé. Được, đi, đi thôi, đi, đi. Mọi người theo sau nhé. Mau lên, đi. Tiểu Hoàng, Tiểu Thư, chuyện gì thế? Tiểu Hoàng, mau chuyển hết đồ trong nhà, lên xe ở trước cổng đi. Tương Lan, con làm gì thế? Bố, chúng ta phải ra khỏi thành, đi vào trong núi thôi. Bố không đi. Bố, bố ở trong thành đấy. Bố, bố không đi. Bố muốn chiến với lũ Nhật ở trong thành Trường Sa. Tướng quân Tiết Nhạc đã hạ lệnh, mọi người dân đều phải rút khỏi thành rồi. Bố không đi. Bố, hôm nay bố nhất định phải đi với con. Đi. Bố không đi.